chúc team hỗ trợ miền Bắc đi đông về đủ ha mọi người ha, đi đông về đủ và tự hào hai chữ Việt Nam, tự hào hai chữ Việt Nam nha mọi người nha. Và mọi người ở miền Bắc có cần hỗ trợ gì đó thì mọi người cứ comment bình luận trực tiếp lên trên cái phiên live này để em kịp thời em kêu gọi hỗ trợ cho mọi người nha. Và hiện tại thì buổi trưa, cái giấc trưa nên là mọi người hồi vừa rồi mới hỗ trợ cái xe đầu tiên đi rồi, nên là mọi người cũng khá là mệt nè mọi người. Khá là mệt nên là mọi người đang nằm nghỉ ha. Và đang chờ cái chuyến xe tiếp theo. Đang chờ cái chuyến xe tiếp theo tới để hỗ trợ ha. Tới để chuẩn bị chất xe lên tiếp. Vỏ lại áo phao có thể lên để vận chuyển. Dạ rồi. Để chuẩn bị. Dạ rồi. Mọi người mới vào trong cái phiên live của em, follow em Hiếu nha. Follow em Hiếu. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều và mọi người phải tự hào. Tự hào hai chữ Việt Nam nha mọi người nha. Tự hào hai chữ Việt Nam nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Cảm ơn những ai đang ở đây hỗ trợ những người miền Bắc và cảm ơn tấm lòng của người dân thành phố Đà Lạt cũng như là người dân Lâm Đồng ha mọi người ha. Sorry mọi người là hồi sáng giờ em nói hơi nhiều ha mọi người ha. Quá tự hào nên em la hơi nhiều. Là giọng em nó cũng hơi khàn nữa nha mọi người nha. Mọi người thông cảm giúp em. Quá tự hào mọi người. Tự hào hai chữ Việt Nam mọi người. Cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều. Rất 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 là nhiều luôn ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người. Có hết nha, có hết nha. Ở đâu cần cứu viện là ở đó có. Và bên em sẽ hỗ trợ. Và cảm ơn anh Bắp Ngon thành phố Đà Lạt. Thì mọi người có lên thành phố Đà Lạt chơi thì nên ghé quán ốc ngon Đà Lạt các mọi người ha. Thì anh chủ quán ốc ngon này là đang kêu gọi nha mọi người nha. Kêu gọi mọi người tới đóng góp ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Xin chúc là đi đông về đủ ha mọi người ha. Tự hào hai chữ Việt Nam, quá tự hào. Mọi người này thể thấy là từ sinh viên tới học sinh tới người già lẫn người trẻ đều tập trung về đây hết rồi mọi người ha, để kịp thời hỗ trợ cho mọi người đó mọi người, để hỗ trợ cho đồng bào miền Bắc cho mọi người. Alo à. À, dạ cân á, dạ cân. À, dạ 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 rồi, để em nhờ bên bộ phận liên lạc cho chị nhé. Dạ. À, dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi, để em hỏi bên các mạnh thường quân thử có ai hỗ trợ áo phao được không nghe. Rồi có gì em gọi lại. Dạ rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều ha. Và để em hỏi thử các mạnh thường quân thử nha. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, để em liên lạc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha, vừa rồi. À, mới có một chị đang ở tại Sài Gòn luôn đó mọi người. Có cần mua áo phao không? Tại vì giá ở dưới có khá là rẻ ha mọi người ha. Thì chị sẽ ủng hộ và mọi người nhé. Và em cũng chỉ là làm du lịch tại thành phố Đà Lạt thôi mọi người. Em cũng chỉ là người làm du lịch tại thành phố Đà Lạt thôi. Mà em thấy cái tình thương của người thành phố Đà Lạt dành cho người đồng bào miền Bắc thì rất là tự hào, cũng như là gửi gắm những tình yêu thương tới mọi
người nhé. Và mọi người phải tự hào mình là người con của thành phố Đà Lạt, cũng như là người con của Việt Nam nha mọi người nha. Người con của Việt Nam ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người, rất tự hào. Tự hào hai chữ Việt Nam mọi người, tự hào hai chữ Việt Nam. Nhưng mà tự hào hai chữ Việt Nam mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn. Tự hào hai chữ Việt Nam. Mọi người chia sẻ mạnh tay cái phiên live của em để mọi người coi được phiên live của em, cũng cảm nhận được là người nhân dân Việt Nam luôn hướng một lòng về miền Bắc ha mọi người ha. Và tạo nhân vào đây tạo cái lòng, cái tình đoàn kết, tình gắn bó của người dân Việt Nam nha mọi người nha. Không có một đất nước nào được như Việt Nam mình cả mọi người. Chắc chắn em xin khẳng định là không có một đất nước nào mà được như Việt Nam chúng ta cả mọi người ơi. Đồng lòng đoàn kết như cỡ này, không có một đất nước nào được như Việt Nam mình cả. Xin khẳng định là như vậy. Tuyệt vời. Tuyệt vời Việt Nam tôi. Tự hào Việt Nam ta. Và ở đây là những cái tình yêu thương của người Việt Nam, cũng như là nói chung và cũng như là người Đà Lạt nói riêng ha mọi người ha. Và mình phải đặt mình vào những người dân đang ở miền Bắc nha mọi người nha. Trẻ em, người già và kể cả người dân miền Bắc đang phải chịu đói chịu khát nha mọi người nha. Chịu đói chịu khát và cũng như là đấu tranh để giành lại cái sự sống, thì mình phải suy nghĩ tới cái điều đó và đặt mình vào vào những người dân đang ở miền Bắc nha mọi người nha. Đặt mình vào những người dân đang ở miền Bắc. À dạ không. Hiện tại ở đây là số 5 đường Bát Tơ và mọi người đang ở thành phố Đà Lạt thì cho em xin một tay để chuẩn bị vận chuyển hàng lên xe tải, lên cái chuyến xe tiếp theo nha mọi người nha. Và ai đang thành phố Đà Lạt thì cho em xin một tay qua số 5 đường Bát Tơ thành phố Đà Lạt để chung tay đưa hàng lên trên xe tải để xe tải sớm đi về miền Bắc nha mọi người nha. Dạ rồi, bên em tất nhiên là sẽ không đi được hết về các vùng được, nhưng sẽ đi về những cái vùng mà bão đang lớn ha, mưa lũ đang lớn ha mọi người ha. Mọi người cứ yên tâm cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đang ở miền Bắc sức khỏe, sớm vượt qua cái thiên tai này nha mọi người nha. Sớm vượt qua thiên tai. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn người dân ở thành phố Đà Lạt. Cảm ơn team. Cảm ơn team rất là nhiều luôn. Cảm ơn team. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn thiện nguyện đã đến hỗ trợ team. Tự hào Việt Nam, tự hào hai chữ Việt Nam các bạn ơi, tự hào hai chữ Việt Nam các bạn ơi. Đông cỡ này đây nè các bạn, hồi sáng còn đông hơn nữa nha các bạn nha, tại vì cái giấc trưa đó, mọi người cũng về khá là nhiều rồi, cái giấc trưa mọi người cũng khá là về cũng khá là nhiều rồi. Và mình phải đặt cái trường hợp của mình, đặt cái vị trí của mình vào mọi người đang ở miền Bắc nha mọi người nha. Đói khát khổ, không có điện nước, cũng như là mì tôm cũng không có nước nấu luôn nha mọi người nha. Nên là rất là khổ cực, không có điện nước, không có gì cả. Và đang chờ chi viện, tiếp viện thì rất là khó khăn nha mọi người nha. Nên là mình phải đặt cái vị thế của mình vào những người đang ở miền Bắc hiện tại thì mình mới biết cái khổ cực, cái khó khăn nó như thế nào nha các bạn. Dạ có thuốc men luôn nha các bạn ơi. Có men lương khô nè, nước ngọt nè. Thuốc men nè, áo quần nè, áo phao nè, đầy đủ hết nha các bạn ơi. Các bạn cứ yên tâm. Cứ yên tâm. Và tụi em đang ở xa thì tụi em chỉ có thể hỗ trợ những người miền Bắc, những đồng bào đang ở miền Bắc là lương thực thôi ha mọi người ha. Thuốc men và lương thực thôi. Cái thực sự là tụi em ở trong này cũng không thể làm nhiều được cho mọi người ở ngoài đó được. Dạ đúng rồi, bên em vẫn có liên lạc hết nha mọi người ơi.
vẫn liên lạc và sẽ có các bộ phận như là cảnh sát giao thông sẽ dẫn đường cho tụi em hết nha mọi người nha, mọi người cứ yên tâm. Dạ em nghe. À dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. À đặt 2-3 ngày mới có hả chị? Dạ rồi, để em hỏi Mạnh Thường Quân thử. Dạ rồi, dạ 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 em báo lại chị liền. Dạ em cảm ơn. Đây mọi người ạ. Âm Minh ơi, Âm Minh, Âm Minh, Âm Minh, Âm Minh, lấy em hỏi này tí. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân, cảm ơn tấm lòng của người dân Đà Lạt cũng như là Lâm Đồng nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ha mọi người ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay góp sức hỗ trợ cho người miền Bắc cho các bạn nha. Cảm ơn mọi người, tự hào hai chữ Việt Nam, rất là tự hào luôn mọi người. Anh xuống hỏi anh Dũng ở dưới em á là có cái cô nào của gọi của họ là có đặt áo phao không? Được. À, lấy cái số đây nè anh. Mình đang lên cái điện thoại. Dạ ở đây là đang số 5 đường đường Bát Tơ nha mọi người nha. Số 5 đường Bát Tơ. Đúng rồi. Số 5 đường Bát Tơ nha mọi người ơi. Ai có đang ở tại thành phố Đà Lạt thì cho em một tay. À, một công sức để hỗ trợ cho người miền Bắc nha các bạn ơi, hỗ trợ cho người miền Bắc nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. À, mọi người mới vào trong cái phiên live của em, follow em để trực tiếp xem người miền Bắc, à, xem người Đà Lạt hỗ trợ người miền Bắc nha. Là cô này là muốn gửi áo phao hay là muốn gửi áo phao gì đó thì cứ gọi trực tiếp cho cô đó. Ấm lòng rất là ấm lòng, rất là tự hào con người Việt Nam nha mọi người ơi. Có nha bạn Ruby ơi, có nha bạn Ruby ơi, rất là cần luôn bạn Ruby ơi. Tại vì mọi người ở đây là đã làm từ sáng tới giờ rồi ha mọi người ha. Đã làm từ sáng tới giờ rồi nên là rất là mệt rồi ha các bạn ha. Nên là ai có thể lên đây phụ giúp được thì mọi người lên phụ giúp giùm mình một tay nha mọi người nha. Lên phụ giúp giùm mình một tay nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều nha. Thiệt hại rất là nhiều luôn á mọi người. Nên mình phải đặt vị trí vào các bạn đang ở miền Bắc nha các bạn nha. Thì mình mới hiểu được cái trân quý mà cái lương thực chi viện nó sẽ trân quý như thế nào ha các bạn ha. Có bạn Minh Anh ơi, bạn lên số 5 đường Bát Tơ thành phố Đà Lạt nha. Rất cần người phụ nha các bạn nha. Tại vì ở đây mọi người đã phụ từ sáng tới giờ rất là đuối rồi nha mọi người nha. Rất là đuối rồi nên là ai đang ở tại thành phố Đà Lạt thì em dạ được Kim Hoàng ơi. À, thì mọi người tới số 5 đường Bát Tơ ủng hộ giúp em nha mọi người nha. Ủng hộ cũng như là cho em xin một tay để chất hàng lên nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Dạ lên Lào Cai ha. Lào Cai, Thái Nguyên và những nơi ngập lụt nha mọi người nha. Mọi người cứ yên tâm. Thành phố Hưng Yên chúng mình chưa có đây hỗ trợ. Ủa, Thái Nguyên chưa có hỗ trợ hả bạn ơi? Để mình xem lại ha. Cái ví dụ như là cổ muốn ủng hộ thì cứ chở qua đây thôi, chứ giờ đông người lắm không biết liên lạc ai đâu. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn các bạn ở thành phố Đà Lạt rất là nhiều. Già bé, già trẻ lớn bé, các bạn thấy không? Như các bác này cũng trung niên rồi này các bạn. Cứ lại hay muốn ủng hộ thì cứ chở qua đây thôi đúng không? Ừ, cứ chở qua đây. Trung niên nè các bạn. Hồi sáng có một cụ già nữa ha. Cảm ơn mọi người ở thành phố Đà Lạt rất rất là nhiều luôn. Rất là trân quý cái tình cảm này của người Đà Lạt dành cho đồng bào phía Bắc nha mọi người nha. Dành cho đồng bào ở phía Bắc. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Và hồi nãy chuyến xe không đồng, người dân Lâm Đồng hướng về miền Bắc đã đi một chuyến xe đầu tiên của ngày hôm nay nha mọi người nha. Đã đi chuyến xe đầu tiên của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Cảm ơn
chiều nay sẽ đi Lào Cai nha mọi người nha. Chiều nay sẽ đi Lào Cai. Tự hào hai chữ Việt Nam nha mọi người nha. Tự hào hai chữ Việt Nam mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn. Mình đặt vị trí của mình vào những người đang ở những vùng ngập lụt, không có điện nước, không có nước sạch, đang đói khát, thì các bạn sẽ biết nó khó khăn như thế nào và cần chi viện về lương thực nó như thế nào nữa bạn, các mọi người nha. Và em xin cảm ơn team đã hỗ trợ cũng như là các mạnh thường quân ở thành phố Đà Lạt đã hỗ trợ cho người dân phía Bắc theo mọi người nha. Xin cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Hồi sáng rất là xúc động luôn á mọi người, nên là sáng em la hét khá là nhiều, nên là giờ em cũng hơi mệt ha mọi người ha. Hồi sáng rất là đông đảo người dân đã tụ tập về đây để kịp thời hỗ trợ chất hàng lên xe ha mọi người ha. Đây trung niên nè mọi người, già trẻ lớn bé gì cũng có, rất là tự hào luôn. Hồi sáng em la hơi nhiều, nên là giờ mệt, hơi mệt ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều, và chắc chắn là các bạn hỗ trợ dưới này cũng rất là mệt, nên là ai đang ở tại thành phố Đà Lạt, thì cho em xin một tay để lên đây hỗ trợ, các bạn ở đây để đóng gói cũng như là chất hàng lên xe nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Hiện tại là theo em biết là ở ngoài miền Bắc vẫn còn mưa rất là to nha các bạn nha. Và riêng ở Lào Cai là sập một nguyên một cái làng, thì thiệt hại rất là nhiều về người và củ, nên là rất là cần lương thực nha mọi người nha. Và xin chúc mọi người đang ở miền Bắc sớm vượt qua được, thiên tai này ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Chết nửa làng rồi các bạn ơi, họ chết do sạt lở đất, họ đã không chờ được các bạn nữa. Nghe mà buồn á các bạn ha, nghe mà thấy nghẹn ngào ha các bạn ha. Ở đây là số 5 đường Bát Tơ nha các bạn ơi, và ai có muốn lên đây ủng hộ thì chở gấp lên cho mình ha các bạn ha. Tại vì xe cũng chuẩn bị sắp tới bốc rồi nha mọi người. Nên là mọi người đang ở tại thành phố Đà Lạt thì mọi người chở gấp lên số 5 đường Bát Tơ giúp mình ha mọi người ha. Dạ đúng rồi mọi người ơi. Bây giờ mọi người nói em thế nào cũng được, nhưng mà lá lành phải đùm lá rách cho mọi người ơi. Và để cho mọi người thấy là người dân Việt Nam luôn luôn đoàn kết, cho mọi người nha, không bao giờ bỏ rơi nhau cả nha mọi người nha. Đây là tấm lòng đoàn kết của mọi người, và mọi người phải tự hào về mình đã sinh ra ở Việt Nam. Mình là người con của Việt Nam nha mọi người nha. Không bao giờ bỏ mặc nhau được nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Và bên em chỉ nhận quà không nhận tiền nha các bạn nha. Các bạn lưu ý giúp em, đang ở thành phố Đà Lạt thì lưu ý giúp em, bên em chỉ nhận quà không nhận tiền nha các bạn nha. Các bạn
muốn gửi tiền thì thay vì các bạn gửi tiền thì các bạn gửi cho mình là một lốc nước hay là một thùng mì thôi là được rồi nha các bạn nha. Còn bên em không nhận tiền nha các bạn nha. À dạ, chiều nay vẫn còn nhận nha các bạn ơi, các bạn tranh thủ lên gửi giúp mình với. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Muốn lên đây gửi quà thì ghé số 5 đường Bát Tơ, thành phố Đà Lạt nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Và các bạn phải tự hào về mình là người con của Việt Nam nha các bạn nha. Các bạn thấy